Đặng AC Hobby, hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc máy bay mới và sẽ được bay thử lần đầu tiên. Đó là chiếc Air Tractor sải cánh 1.5m, có hệ thống gyro tự động. Chiếc này á là mình sẽ là bay thử Rồi. á. Mình Rồi, có thể thấy bay về gì? cục pin 3S cũng được, Rồi, chiếc máy 4S bay cũng mới được. bà con nghe. Rồi, Và mình sẽ bay thử mây ít đang phút đầu fly tiên đó. để làm quen với chiếc máy bay. Rồi. Như cả bạn biết á, là nó cất cánh rất là khá nhẹ nhàng á, đó, bạn nó lên Ồ, lên quá khá nhẹ nhàng. tuyệt vời. Quan sát chiếc máy bay này á, thì mình thấy rằng là từ nước sơn cho đến cái chất lượng của cái loại xốp để làm máy bay, cái loại xốp EPO Phải á, bay cái đề bài rồi có quan trọng là phải có flap. cả cái linh kiện như Đúng rồi. là motor, EXC, receiver, servo, tất cả đều làm rất là tốt, và hy vọng là chiếc máy bay này á, sẽ là chơi được lâu bền. Hôm nay bay lần đầu tiên thì rõ ràng ai bay máy bay lần đầu tiên cũng hơi nervous và không dám bay nhiều, cho nên cái clip này chỉ kéo dài trong khoảng hơn 2 phút thôi. Và Thế như các bạn xem á, chiếc máy bay bay thêm vòng hai vòng rất nữa là nhỉ, để nhẹ cho đỡ nhàng, chen được rất là xô êm nữa ái. chứ. Rồi ok, nhào lộn đồ vài cái, hôn À, vài cái rồi xem và được không một chị. lần nữa cũng mong các bạn á yêu thích kênh của mình á, thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để đón nhận những cái clip kế tiếp của mình. Muốn được như vậy xin các bạn nhấn luôn cái chuông á, nhấn luôn cái nút cái chuông, sau khi Hy vọng subscribe xong rồi đăng nhấn nút đăng ký hy xong vọng rồi mình nhấn luôn cái chuông để xem những cái clip kế tiếp. Mình muốn giao lưu với các bạn trong và ngoài nước. Tụi mình là đang ở miền Nam California, Hoa Kỳ. Và ở đây á, thì mình có những cái gì vui, có những cái chiếc máy bay nào mới, có những chiếc xe nào mới, có những cái món chơi nào mới á, thì sẽ đem lên cống hiến các bạn trong và ngoài nước cùng nhau mình thưởng ngoạn cho vui. Rồi vừa rồi là sau khi hạ cánh thì nó hơi bị đâm một chút do lần Chúng ta đầu chưa có hơi lại bị đi, rung, chưa có lại đi. nhưng mà máy bay vẫn Hơi hơi an đau toàn đầu, và hơi bay đau đầu là và bay mình lên cái taxi vào quy bờ được. trình lên mình to hơn hơn. Rồi xin cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình Đặng AC Hobby, nhớ subscribe, đăng ký, nhấn Đâu đấy mình chuông sẽ để được xem những clip kế tiếp. sợ sợ nước á, sợ nước ở vô motor thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.